Xin chào mọi người nhé. Thì hôm nay em lại hướng dẫn mọi người kết nối con đầu ghi của Elevit là 4 kênh X5S kết nối với lại 4 con cam này và một ổ cứng 1T của Satagate. Thì cái đặc điểm của cái đầu ghi Elevit này nó rất là tiện cho những cái cửa hàng không cần phải dây dợm lằng nhằng gì hết, chỉ cần cắm vào là hiện cam luôn nên. Bây giờ mọi người làm theo em nhé. Thì anh em chỉ cần cấp nguồn cho cam này là cái này và cái đầu ghi này. Thì trước hết là mình chưa vội cấm dây mạng lan nhé. Đây là dây mạng lan này, mình chưa vội cấm cái dây này. Đầu tiên các bạn các bác sẽ chọn cho em tiếng Việt. Độ phân giải của đây của cái màn hình của em nó nhìn này thì em chọn kế tiếp ấn kế tiếp thì nó là mật khẩu mới này. Thì em vẫn cứ anh em đặt mật khẩu gì của anh em thì cũng được. Cái IP của đầu ấy, thì mình nên để cái bật cái DH là CB này để cho nó tự động lấy IP vào cái server DVS này, ổ cứng này, lấy ổ cứng 1T nhé. Cần tạo xong rồi, kế tiếp là chọn múi giờ này, cái cộng 7 này, wow, ok đây, đấy nhá, cái đoạn là thêm cam này, đấy nó sẽ nhảy hiện ra luôn cam này. Qua tôi tìm cho nó cứ tìm đi để sau nó với hai cam này. Đây hai cam này nó sẽ tự thấy IP luôn, phát tín hiệu và tự thấy IP, nhưng mà hai cam này không cần phải cấm dây mạng nhé. Đây không cần phải cấm dây mạng luôn, kết nối luôn. Đây này, mình nói qua
cái này là cái IP của cái cam này này. Thì lúc trước này mình cũng có kết nối rồi, tất cả nó sẽ hiện IP của cam luôn. Thì mọi người cam mới thì mình cứ ấn tìm rồi, rất cái cam mới vào và mình ấn tìm thì nó sẽ ra cái địa chỉ IP, nó ra hai địa chỉ IP nhé. Cho nó chạy xong. Khi mà các bạn lắp 4 cam ấy thì các bạn cứ cấm hết 4 cái nguồn cho con cam này luôn, cấm hết vào luôn để cho mình để ở dưới mình kết nối trước như này, kết nối trước xong rồi mình chỉ việc treo lên thôi. Ok. Mình chọn nó cam nhé. Ví dụ mình chọn nó cam như này. Nó đang bị vừa quá đúng không? Chọn đây. Tạo một khẩu mới. Tạo mật khẩu cho cái cam nhé. Đấy. Thì nó đã ghi là hai cái là kích hoạt rồi nhé. Thì mình chọn ở đây này. Chọn. Thêm ở đây. Đây. Đây là mình chưa cấm dây mạng nhé, đây chưa cấm dây mạng, đây chưa cấm dây mạng luôn. Bình thường thì các cái đầu ghi IP thì nó sẽ phải cấm dây mạng các thứ luôn, nhưng mà đây mình chưa cấm. Đây. Cái này nó sẽ có chỗ để cho mình điều chỉnh này, điều chỉnh xoay này. Nó có thể xoay trên ấy luôn. Rồi xuống. Xoay các hướng luôn. Đây nhá, thì mình đặt thêm này, là cái menu này. Bây giờ mình muốn kết nối cho nó có mạng đấy nhá. Hiện bây giờ nó đang mạng này, chỗ gì đây, nó đang ghi là ngoại tuyến nhá, đang ghi ngoại tuyến nhá. Thì bây giờ các bạn cấm theo cái dây mạng, các bạn cấm theo cái dây mạng. Lên mạng và nó vẫn đấy. Báo này, đây chỗ đây này, trực tuyến này, không thêm vào IP. Có nghĩa là mình chưa thêm một cái cam nào vào. Rồi,
cam này, nó sẽ có hai địa chỉ IP như này. Thì các bác muốn chỉnh sửa cái địa chỉ IP này cũng được, chỉnh sửa địa chỉ cho nó đỡ trùng nhau cũng được. Thì đây em nói về cái chỗ này trước được tiếp đã. Thì trên điện thoại nhé, trên điện thoại thì các bác tải cho em cái phần mềm mà NFID này rồi, và CH Play vào App Store tại cái NFID này. Bây giờ mà đầu tiên là các bạn phải chọn đây, chọn nước này. Bây giờ Việt Nam này. Đây là Việt Nam này, ấn kế tiếp. Bây giờ mình muốn đăng ký mới, đăng ký đây. Thì đăng ký mới thì mình phải chọn nước nhé. Đây mình có hai cái trường hợp, mình đăng ký vào mail hay đăng ký vào số điện thoại. Mình đăng ký số điện thoại 0854 3 3 6 8 2 8 6. Đây là số điện thoại đã được đăng ký đây. Số này đã đăng ký rồi nhá. Thì giờ này khi mà đăng ký xong ấy, có lấy mã xong rồi nhé, thì bạn đăng nhập số điện thoại nhé. Đây là cái chỗ đăng nhập điện thoại này, mình thay vào thành 84 và sai. Đây nhé, khi mình đăng nhập được vào rồi nhé, thì các bạn ấn vào dấu cộng cho em này, đây, ấn dấu cộng này, đây, ấn dấu cộng này, đây, ấn dấu cộng này và ấn OK. Nhưng mà mình đây em không quét tại vì đang ở trên cái đầu ghi của khách nên là em không quét thế này. Thì là quét cái mã này vào và nó sẽ quét cái mã này, quét cái mã QR này trên cái dấu ấn cộng, nó quét vào là thêm mật cam là xong. Hoặc là các bác ở cái đầu này nhá, đây quét cho em cái mã này, quét cái mã này, nó OK. Còn đây là cái mã code nhé, nếu mà nó có hỏi cái mã thì đây cái mã này. Cái mã của đầu, mật khẩu của đầu ấy thì đây, mã nó